Hôm nay làng lên đây để tâm sự về vấn đề này. Ai mà không có quá khứ đâu. Cuộc sống này không ai là hoàn hảo cả. Chỉ cần được anh thương, anh thông cảm, anh hiểu thì đối với làng đã hạnh phúc lắm rồi. Làng từ lâu cũng đã hài lòng với cuộc sống hiện tại. Làng chỉ là một đứa thất học, không được giáo dục đàng hoàng, được bước ra xã hội rất sớm, cho nên tính tình cũng học theo cuộc đời xô đẩy, cũng sân si, cũng cố chấp, cũng rất sĩ diện như bao nhiêu người khác. Nhưng khi nhận ra để hoàn thiện bản thân mình, thật ra cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vương Lan và Bố Sinh xin kính chào tất cả quý ông bà cô chú anh chị đã xem kênh và theo dõi ủng hộ cho gia đình Lan trong suốt thời gian qua. Lan lời đầu tiên thì Lan cảm ơn ông bà cô chú và tất cả anh chị rất là nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ cho gia đình em. Anh Bố Sinh. Xin chào ông bà cô chú. Bữa nay nè. Sau khi mà Lan đã hỏi ý kiến của con mình á, thì bây giờ thì Lan mới lên đây để mà nói tâm sự với ông bà cô chú. Thời gian qua tại sao mà có rất là nhiều người hỏi là Vương Lan à, em có con riêng hả? Thì bây giờ thì Vương Lan cũng lên để tâm sự với mọi người. Tại vì Lan cũng là một cái con người bình thường thôi. Lúc trước chưa biết đến YouTube á, thì Lan á rất là bình thường, không ai biết đến Lan cả. Nhưng khi mà sau khi mà Lan làm YouTube á, thì có rất là nhiều anh chị cô chú nào ở đây nè đã biết đến Lan trong cái thời gian rất là ngắn luôn, cho nên là Lan không có kịp tâm sự với mọi người thì rất là nhiều đó. Lan chỉ là lên đăng tới đâu Lan nói tới đó, nghĩ đến đâu thì sẽ tâm sự đến đó, nhớ đến đâu thì Lan sẽ nói đến đó thôi, chứ Lan cũng không có tâm sự về gì nhiều đó. Rồi có một cái lần là Lan muốn tâm sự với cả nhà về cái chuyện là Vương Lan có con riêng ở Việt Nam, nhưng mà Lan không có tâm sự được. Tại vì thứ nhất là bé nó đã rất là lớn rồi, nó năm nay tính ra là mười mấy tuổi rồi, nó đã biết đọc biết viết đó, cho nên là Lan muốn làm gì thì Lan cũng phải hỏi ý định của con, hỏi ý kiến của con để không có làm tổn thương đến nó, tổn thương đến tâm lý của nó. Bây giờ thì sau khi mà hỏi ý kiến của con mình thì Lan cũng đã tôn trọng quyết định của bé. Trong cái thời gian đó thì Lan đã không có nói ra, nhưng bây giờ thì Lan đọc được cái bình luận này nè cả nhà. Dạ, có một cái bình luận đó là hỏi là nghe nói là Lan đã có con riêng với chồng trước đúng không, là bé trai đúng không, và sao Lan á không cho bé lên sóng. Nay để ý thấy khi Lan ăn cơm nè, rồi đã gấp đồ ăn cho bé nhưng mà không qua tới, lần sau có gì á thì cứ đăng bé lên cho vui. Thì Lan cũng cảm ơn chú và hay là cô rất là nhiều luôn. Lan không đăng bé lên á là do Lan tôn trọng quyết định của bé. Bé không muốn lên sóng tại vì bé năm nay là cũng 12, 13 tuổi rồi. Bé nó đã lớn rồi, nó đã có ý thức rồi, cho nên là Lan sợ lỡ mà có những cái bình luận tiêu cực gì đó không hay với bé thì sẽ sinh ra cho bé một cái gọi là trầm cảm và suy nghĩ này kia tiêu cực đó, cho bé tủi thân á cả nhà, cho nên là Lan không muốn đăng lên. Còn câu chuyện của Lan á sẽ kể sau đây, mong rằng ông bà cô chú anh chị á cũng sẽ thấu hiểu và đồng cảm với Lan. Chỉ vì muốn tâm sự chuyện này một lần thôi và không muốn nhắc đến nữa. Lan sợ là ảnh hưởng đến tâm lý của con mình và ảnh hưởng đến sức khỏe của nó. Mong cả nhà mình thông cảm. Tại vì là cũng có rất là nhiều người nói là Lan giấu con thì thật sự là không nha cả nhà, không có giấu con. Đó là quyết định của con Lan, cho nên là Lan không dám làm ảnh hưởng tới con, nó là vậy đó. Có rất là nhiều người nói là Lan không dám thừa nhận con trai của mình. Thật sự là không phải như vậy nha ông bà cô chú anh chị. Thật ra thì Lan cũng có cái nỗi khổ riêng, không phải là không thừa nhận con Lan, là Lan cũng đưa qua đây để cho bé bên này để ăn học này kia đàng hoàng.
lúc trước á, là cuộc đời của Lan thì nó như thế này. Lúc trước là ở Việt Nam, lúc mà còn nhỏ, năm đó Lan mới có 20 tuổi thôi, thì Lan đã lỡ yêu một anh chàng người Việt Nam. Và trong cái thời gian đó thì ba mẹ không cho cưới, tại vì anh thấy á, anh uống rượu rất là nhiều đó, cho nên là mẹ không đồng ý, ba mẹ là không đồng ý. Thì sau đó thì Lan cũng đã lỡ dại rồi, ba mẹ cũng tha thứ, và Lan tự một mình ôm con để nuôi. Xong mà mấy năm sau á, thì do cuộc sống nghèo khổ ở bên Việt Nam, thật sự không có kinh tế, một mình để nuôi con không nổi, cho nên là Lan quyết định là đi lấy chồng nước ngoài, qua bên Trung Quốc, để mà để coi là có thể đổi đời được hay không. Muốn là một ngày nào đó mình cũng có thể là qua bên đây nè, có thể khá giả hơn được để mà lo cho con không. Nhưng mà cuối cùng thì qua bên này cuộc sống nó lại khó khăn hơn. Những năm đầu không lo được cho con gì cả. Bản thân còn, thật sự luôn là bản thân mình còn không lo được cho mình nữa mà. Cho nên là lúc đó thì thời gian đó, một thời gian rất là dài luôn, là không lo được cho bé. Sau này thì Lan làm YouTube á, thì cái điều đầu tiên Lan muốn á là đem con mình qua đây, dạ, đi về thăm ba mẹ mình một lần và đưa bé đi qua đây để mà chăm sóc bé, để mà định bù lại khoảng thời gian á mà không lo được cho con mình. Đó là như vậy đó cả nhà. Rất là nhiều người nói là Lan này kia, nhưng mà thật sự là bé đi qua bên này thì cũng là quyết định của Bảo Sinh. Bảo Sinh nói là do Lan bây giờ cũng có thu nhập rồi, thôi thì cũng đưa con qua đây để mà ở cùng mình, để mà có thể tiếp tục lo lắng cho con bên này và có thể đền đáp lại thời gian mà không lo được cho bé thời gian đó. Bảo Sinh à, na sở hu chú sơ của dầu cơ ở giữa trái duyên nạn thì chưa biết chứ đâu. Dạ. Na sư sở mơ sửng khoan thì hãy sư sản chữa là vua. Vua ấy nè. Ừ. Rồi hôm nay, xin chào nè. Mình là hãy sư ấy. Sao hãy bình thật thì dễ sư vô cụ đến nhà sáng. Năm tôi nè em mới trao cụ thả. Dễ sẵn bà đại đề về nào hòa hòa trao cụ ý xa. Bí dinh thả đề nào bên này dì khá. Thế yếu mấy đề thế, thả yếu mấy đề thả. Lý dạy cơ trở mù yên. Mấy đề sư phim hồi chí. Lý dạy nây xí 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 đề. Anh Bảo Sinh thì cũng nói đó cả nhà đó, thì cái thời gian đó Lan không có lo được gì cho con hết, vì những khổ nhất là những năm đầu thôi. Xong rồi tới năm mà 2018 thì lúc đó là Lan và Bảo Sinh cũng làm được một ít vốn rồi, cũng có tiền kha khá rồi, thì mới gửi tiền về lo cho con. Nhưng mà thực sự thì chỉ lo được cho con học đến lớp 2 thôi. Rồi sau này Lan và ông xã mở quán ăn. Thật sự thì lúc đó thì Lan với ông xã là cũng đi làm một cái thời gian rất là lâu, cũng tiết kiệm được một cái số vốn, cho nên là mới có tiền để mở quán ăn. Cũng có nhiều người nói là Lan ơi, lúc trước có tiền mà tại sao lại có tiền mở quán này kia mà không đi về nhà thăm con, thăm mẹ, thăm gia đình. Không phải đâu cả nhà. Lúc đó tiền Lan làm ra là tất cả là bên gia đình chồng Lan giữ, Lan không có giữ một đồng nào cả, Lan cũng không biết. Rồi khi mà mở quán á, là quyết định của anh Bảo Sinh đó. Khi mà mở quán ra thì Lan cũng suy nghĩ, lúc đó Lan cũng suy nghĩ ông xã Lan đòi về Việt Nam mà. Rồi ông xã nói là thôi, mình mở cái quán ra đi để mà có được cái công việc ổn định. Tại vì lúc đó Lan đi làm công trình á, lỡ bị té rồi đi đến bệnh viện, rồi xích một chút xíu nữa là đã gãy chân rồi đó cả nhà. Cho nên á, là anh không cho Lan đi làm nữa, rồi quyết định là mở quán ra để mà có một cái thu nhập. Lan cũng suy nghĩ lúc đó cũng ít tiền quá, hai vợ chồng mà đi về Việt Nam đi qua cái hết rồi còn đâu nữa. Rồi đang góp cái xe nữa cả nhà, đang góp cái xe đó. Cho nên là không, Lan nói thì lại có nhiều người nói là than nữa nè, nhưng mà thật sự là cái nó có sao thì Lan sẽ chia sẻ như vậy đó. Bắt đầu là Lan mới mở quán với ông xã để mà có cái thu nhập trước, là tính là mình phải
kiếm ra tiền trước rồi á mới nghĩ là sẽ về sau, nhưng mà không ngờ á là thời gian đó dịch rồi phong tỏa tới phong tỏa lui, rồi Lan cái quán là đã bị đóng cửa, làm không nổi cả nhà, bị lộ vốn làm không nổi, cho nên là Lan đóng cửa luôn, rồi cuối cùng ra là không có tiền, rồi sau này là đi ra làm thuê làm mướn, rồi đi làm chui này kia như vậy đó, rồi bắt đầu là ảnh lên được chức quản lý nè, rồi Lan cũng mới kiếm được một cái số tiền làm chui nè, rồi bắt đầu là mới đi học á, đi học á làm móng này kia đó, đi đeo theo bạn học làm móng này kia để mà có cái nghề. Nhưng mà thật sự thì cái nghề làm móng này cũng không có trụ được ông bà cô chú anh chị đó. Cho nên là mấy như vậy thôi. Và bây giờ á thì cũng nhờ được cái số tiền mà Lan làm YouTube nè, mới được về quê thăm ba mẹ, rồi mới được về bệnh để dẫn con qua. Lan cũng nghĩ là có tiền YouTube rồi á thì mình sẽ lo lắng được cho con mình đó. Thật sự ra thì có cái lần đó Lan về Việt Nam là Lan với ông xã cũng định đưa qua, nhưng mà lúc đó Bảo Sinh rất là sợ mẹ luôn. Bây giờ Lan hỏi Bảo Sinh tại sao mà lúc về là lại tại không đưa con qua đây để cho ông bà cô chú cùng hiểu rõ hơn về cái vấn đề lúc đó. Đầu con là quý sầm na sợ hô ca khai sự quả mừng hủy suy băng chân trên cỡ quả tầm quý sầm bù tay ở sự cô lại cho bên.那时候家里你自己看，他家条件也不好啊，也没有多少钱呢、啊，哪有钱呢？你自己想一下，几年前哪有钱呢？房子也没得，我还在外面到处打工啊，这里也没得住，那里也没得住啊，怎么带呢？嗯，那，thì anh Bảo Sinh cũng nói đó, những năm trước thì em cũng biết rồi, cuộc sống nó đang rất là khó khăn, rồi sao mà đem qua bên đây được? Hãy dụ, khờ nững. 我们在那时候就是太条件太不好了，还刚买了那个车，也没有那么多钱，而且每个月我们还要还车贷啊，对不对？所以没有那么多钱，而且然后带儿子来这边，妈妈怎么说呢？对不对？是不是？也不行呢，是不是？所以就那那啦。Lan và ông xã quyết định là để bé ở lại đó. Chờ đợi rất là lâu rồi mới đưa được bé Minh nó đi qua bên đây. Thì bây giờ bé Minh nó đã qua bên đây được rồi á, thì sau này á, thì Lan đang quyết định cho bé là sẽ đi học bổ túc à. Tại vì bé nó chỉ có học mới có lớp 2 à. Tại vì thật sự là Lan không có nhiều tiền để mà cho nó học, cho nên là bé nó chỉ mới học được có lớp 2 thôi. Từ nhỏ tới lớn nó ở với bà ngoại, bé không có ba cả nhà, cho nên là bé rất là tủi thân. Bé rất là tủi thân luôn, cho nên là Lan không muốn là làm một bất cứ gì ra để mà ảnh hưởng đến tâm lý của con trẻ. Cho nên là Lan rất là lo lắng cho con. Mỗi khi mà nó lên trên YouTube nè, nó coi nè, rồi nó lên Facebook nè để nó coi nè. Có một lần là bé nó thấy được cái Facebook mà người ta phốt Lan á, hoặc là người ta phốt Lan á là nói là Lan giấu bé này kia, rồi nói là Lan có con riêng này kia, cũng đâu có tốt lành gì này kia. Thì lúc đó bé nó nhắn tin cho anh họ của nó ở Việt Nam á, thì bé nó nói một câu là mẹ bị phốt quá trời luôn, cũng là do bé mà mẹ bị phốt này kia. Thì lúc đó là bé nó khóc quá cả nhà, nó khóc với lại anh nó nhắn tin thoại nó khóc. Lan rất là đau lòng, Lan nhìn con mà Lan rất là đau lòng luôn. Rồi bé nó nói là con không muốn là mẹ đăng lên để cho người ta nói này kia nữa, con không muốn là vì con mà ảnh hưởng đến mẹ. Nó nói như vậy cho nên là Lan rất là buồn luôn. Nhưng mà Lan cũng nói thật luôn, bây giờ thì Lan cũng đã công khai ra rồi. Lan cũng mong á là lần này cũng như là lần cuối cùng mọi người nhắc đến nó, nhắc đến bé, để cho bé không có bị ảnh hưởng tâm lý của bé sau này, không có ảnh hưởng đến bé nữa. Bé bây giờ nó cũng đã biết học, biết viết rồi. Bé cũng đã 12, 13 tuổi rồi, nó đã có ý thức rồi, nó cũng đã biết là trên mạng xã hội này như thế nào rồi. Cho nên là dù có
Lan cũng mong chia sẻ lên rồi ông bà cô chú anh chị cũng sẽ đón nhận bé như là đón nhận bé Tiểu Huệ vậy, thương bé như là thương bé Tiểu Huệ vậy. Còn những anh chị nào mà đã ghét Lan á, đã không thích Lan á, thì cứ chửi Lan như thế nào cũng được, lôi Lan ra nói như thế nào cũng được. Xin mọi người á, xin đừng có lôi bé bé Minh ra để mà ảnh hưởng đến tâm lý của bé. Đừng có dùng những cái lời tiêu cực để mà nói bé này kia. Lan sợ là ảnh hưởng đến tâm trí của bé rồi rồi sẽ sinh cho bé cái gọi là trầm cảm này kia. Lan rất là mong tất cả những cái gì đó ghét bỏ gì đó thì cứ nói Lan thôi, để mình in Lan ra nói thôi. Lan làm mẹ Lan đứng đầu để chịu, đừng có làm ảnh hưởng đến đến con Lan là được. Và cái họ là bây giờ thì Lan đưa được con qua bên đây rồi, Lan thật sự luôn rất là vui mừng. Lan chỉ mong là bây giờ mỗi ngày Lan dạy cho bé tiếng Trung để mà sau này Lan đưa bé được đi học bổ túc ở bên này để cho bé có một cái tương lai. Chứ còn ở với mẹ ba Lan thì không được, tại vì ba Lan thì lớn tuổi rồi đó, mẹ Lan thì bệnh đau cho nên là không thể nào mà chăm bé được, lo cho bé được. Chỉ mong là thời gian sau này từ từ thì Lan sẽ cho bé được ăn học trở lại ở bên Trung Quốc này để cho bé biết được cái tiếng đi, rồi sau này có bé có về Việt Nam thì cũng cũng biết được một ít tiếng, cũng vào công ty làm phiên dịch này kia cũng được, cũng có tương lai á. Và cuối video thì Lan cũng cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã lắng nghe và đồng hành cùng với vợ chồng Vương Lan trong suốt thời gian qua. Lan cảm ơn ông bà cô chú anh chị thời gian qua rất là nhiều, và Lan cũng mong là ông bà cô chú anh chị đón nhận bé Minh cũng như đón nhận bé Tiểu Huệ. Và mong là qua cái video này thì bé nó sẽ hiểu rõ về vấn đề hơn, và mong là đừng có những bình luận tiêu cực với bé. Lan cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất là nhiều. Cảm ơn ông bà cô chú, cảm ơn chú.